hôm nay Phật Thánh Tiên hạ phàm để mà lo cơ vận toàn thế giới, chứ không phải là con người có quyền quyết định nữa. Bảo đảm con người không có quyền quyết định, bề trên có quyền quyết định. Mà quyết định kiểu nào thì cái kiểu mà những gì những người mà có thông thiên và được lệnh bề trên để mà thông báo, đó là một cái channel duy nhất, ngôi tiếng kiều official, là từ thiên đình đi xuống, chứ không phải của người phàm. Ai tin thì có phước, ai không tin thì không có phước thì gắng chịu. Chứ mình cũng hết ý hết lời. Cao đồ ngồi đây, thấp đồ ở Việt Nam, tội đồ 7 tỷ người đầy hết trái đất này. Chuyện gì cha gì mẹ gì chư Phật hạ phàm xuống đây để mà chỉ hướng cho mọi người đi. Việc chỉ hướng thôi, chứ việc đâu có cổng từ người được. Cả đứa con ruột hay là anh em ruột, việc cũng chỉ hướng, nhưng mà tự vì họ gần quá đó, cái họ cũng, cái đầu họ cũng bự lắm, khó hiểu lắm. Ông anh tôi, tức là anh tôi, ổng nói ổng là ở trên trời rớt xuống. Tôi biết ổng hồi nhỏ đi ở Việt Nam lặn hụp ở rồng ruộng đi cấy lúa bình thường, mà ổng đâu phải trên trời rớt xuống. Đại khái cái đầu của nó là những cái hình ảnh đó, làm cho những người mà gần kiệt quá có cái ngã là vậy. Bây giờ không tin thì hỏi Chúa Giêsu hay là hỏi Phật Thích Ca hồi xưa, mấy ngày cũng bình thường. Phật cũng phải đi chân không, rồi đi dép, rồi cũng phải đụng đất, nó mới mang cái lịch sử của nhân loại. Chứ đâu phải là ở trên trời rớt xuống cái rầm lập ra cái đạo thiên tâm. Cuộc đời của Kiệt là cuốn kinh. Mình không có ngã mạng chỗ này, nhưng mà từ cái cùng cực khổ của cái thế gian này, chưa có ai ngồi trong đám này hay trên này khổ hơn Kiệt luôn á. Khổ kiểu nào cũng có. Khổ đến nỗi mà đi học mà ngủ ở ngoài công viên cũng có rồi. Ăn chay trường á, mà ăn cơm khô cứng ngắc á, với cái bắp cải á, để vô microwave với nước tương thôi. Mà đến khi nào cái nồi cơm mình nấu bữa nay mà tới 10 ngày sau nó mới hết nồi cơm, thì cái cơm cứng ngắc, chỉ đổ nước nóng vô á là nhai cứng ngắc à, chứ không có thời giờ nấu. Hồi xưa sống mình vậy đó. Cho nên không có gì khó qua mình đâu. Hôm nay có tiền, cũng rất là nhiều tiền, nhưng mà mình biết cái thế gian này phù du, mình lấy của riêng mình làm của chung, cho nên cái tham là mình không có. Bao nhiêu người ở trên thế giới nói anh có cái hãng này riêng á, năm làm cũng cả 100 triệu, mấy hãng kia nữa chi, không phải, cái này là kho của thiên đình. Thường thường á là mình nói là tiền này của cha mẹ không, làm chuyện cho nó có ý nghĩa, cho nên mình cũng không có dám đụng tới những cái số tiền lớn mà xài bậy bạ nữa. Muốn làm gì, muốn mua xe mua nhà gì đó, xin cha xin mẹ không, xin thượng đế, thì lấy của riêng làm của chung là không còn tham. Rồi sân, quý vị nhìn thấy mình có sân không? Lâu lâu đại tử mình á, nó lì quá, nó vô minh, mình lớn tiếng cái la để cho nó dựng lại thôi. Cái sân á là bây giờ tôi tống cổ hết mấy ông thầy quốc danh đang ngủ khò khò bển ra khỏi chùa rồi. Phật tử tu cà gù cà gật á, tưởng đâu mình hay á, là tôi đuổi ra khỏi chùa, tôi lấy cái chỗ tôi ngồi rồi, chứ tôi không có chịu lép vế mà ngồi nhường cái chỗ cái chùa bự khổng lồ thì chỗ sinh hoạt mà mình lại ngồi chỗ này đâu. Tại khi mình ngồi bển á, mình sẽ họ bị lên án cái gì có biết không? Ông kia ông lấy chùa lại, ông lập cái đạo tà, thượng đế là tà, hà Phật mẫu là tà, họ sẽ chửi á, họ chửi cha chửi mẹ kì kì, đau lòng thì không có chịu. Cho nên mình gán ngồi đây, nó vô minh đến độ đó đó, quý vị có biết không? Cho nên cha mẹ rất là buồn. Hồi bữa xin cha mẹ hai cái tượng đặt đó bển, phải xin. Mẹ nói là để mẹ ở trong này được rồi, mẹ hiện về mẹ nói chuyện với Kiệt. Chỗ nào mà mẹ là Phật từ bi, mẹ không có cần chỗ rộng, ở ngoài đó nó có sân gạch lớn đúng không? À, ở ngoài kia họ cũng xài đủ chỗ của họ rồi, cái building rộng thênh thang. Mà mình chỉ cho mẹ một cái phòng nhỏ, là cái phòng đó là phòng riêng. Xưa giờ cúng dường cái building đó, chứ cái phòng đó vẫn là riêng. Cho nên mẹ mình cũng bị chịu lép vế với mấy cái chúng sanh vô minh thời nay á, Phật tử lì lợm cứng đầu á. Mẹ rất là linh hiển. Bữa mẹ hiện về mà
ở bên đó là linh lắm á. Rồi còn cái núi của mình mấy chục triệu ở trển, rất là cảnh hữu tình, mình không có được lên, mình ngồi đây cũng là cái gì, cũng là vì cái cộng đồng nó không có đoàn kết. Nó như cái đậu hũ ở đây vậy đó, mấy ông làm đại diện cộng đồng không có thương mình, cũng chẳng biết cha mẹ là ai. Mấy ông chỉ cần biết bao thơ, bao thơ của chi bộ chi cho mấy ông bự, thì mấy ông tìm cách đánh phá Thiên Long Sơn. Cho nên mình tốn gần 3-4 triệu tiền giấy tờ luật sư, cái cửa vẫn bị đóng, mình cũng phải ngồi đây. Tức là không có sân này đó. Nếu mà tôi sân á là tôi dạch tên hết ông A, ông B, ông C, mang danh HO, tôi biết hết á. Ở đây nát như cái nồi cháo heo, tham sân si. Có gì thấy gì có si không? Tối ngày thì giờ á, cứ lo chạy chỗ này chạy chỗ kia, lo cho bá tánh không à. Cái đó là bao nhiêu cả nghìn nghìn cái chùa gần mấy ngàn năm, khi Phật Thích Ca ra đời lập ra đạo Phật, mục đích của tất cả các tăng đoàn, các đệ tử của Phật, để mà gỡ được ba thứ đó ra khỏi cái tập khí của mình, tham sân si.